đây có bộ nọc này nha các bạn, nọc cấn nha. Máy ép nước mía 750W có thể ép được cây mía nhỏ và cây mía lớn, ép tốc độ nhanh và sạch, chỉ một lần ép là bã sẽ ra khô hết. Làm bã nha các bạn. Khô không còn gì hết. Nếu như các bạn có nhu cầu đến với máy ép nước mía .v xưởng sản xuất Quốc Hưng, điện thoại liên hệ 0958 39 7733.